Đây, cái con còi hôm qua em đăng 2 triệu này. Đấu với cái con còi. Nó gù nhau với con ở ngoài. Livestream con này là 2 triệu này. Con ở ngoài thì thổ hay, con trong còi. Bảo con chuyển hàng lên xe thùng xe trước luôn. Anh đang quay cái đoạn nó gáy tốt. Là chu nhá. Cái con ở ngoài nhảy xuống mua con kia kìa. Đấy, con ở ngoài vừa đấu với con còi xong. Con này em để cho các bác nào lấy một 2,5 triệu này. 2,5 triệu luôn. Con đấy là nhà em thả trần luôn. Bán những con khác nó lại nổi. Nhà em thả một bên ngoài này có khoảng chục con. Đấy, nó không đi đâu nhá, nó cứ tối nó cứ ngủ ở cây bưởi này. Ngủ 2,5 mới ngủ ở trên cái như cái cầu bậu ở trên. Thì hôm qua tôi cho ăn cái lồng chim nhỏ mà nó ăn được không? Đây có con thả mái thái tốc độ đen. Bảo được rồi. Thank you.
đấu nhau liên tục. Đấy, con còi chơi quá được luôn, chơi suốt ngày luôn. Ra lối nhá. Đang đứng để gửi hàng đợi xe các bác nhá. Toàn bộ đây là sau buổi live stream tối hôm qua trực tiếp trên kênh YouTube Chim Cú Gáy Hay thì đều có những cái đơn hàng đi các tỉnh luôn. Này em check sổ ra, check sổ ra nào. Đây đây. Đây này. Linh Bình. Đuôi 93 Gia Viễn Linh Bình. Đuôi 5555 Hải Dương. Đuôi 82 Thường Tín Hà Nội. Đuôi 799 thành phố Thái Nguyên. Đuôi 491 Sơn Đông Đô Lương Nghệ An. Đuôi 422 Tiên Sơn Bắc Ninh. Sao được. Hàng này hàng bạn ấy hàng khuyến mãi này. Hàng này là hàng được tặng này, chim tặng chim. Sơn. Đây là đuôi 098 Lai Châu. Đây là đuôi 400 thành phố Hải Dương. Thành phố Việt Trì Phú Thọ 157. Đông Anh Hà Nội 617 16. 306 thành phố Hà Tĩnh. Nuôi 298 thành phố Hải Dương, lấy cả gia đình vú nuôi luôn này. Ngồi xuống. Đấy, em ngồi xuống. Kế toán trưởng của em đấy các bác. Hôm nay là nay hai mấy nhỉ? Nay 27 tháng 10 dương lịch thứ mấy nhỉ? Thứ ba. Hôm nay là thứ năm ạ. Thứ năm à?
đấy. Em lên hàng livestream xong thì buổi tối em thường livestream ở trên kênh YouTube Chim Cô Gái Hay từ lúc 7 giờ đến lúc 10 giờ gì đấy. Sau khi livestream thì em sẽ tặng chim cho các bác và bán hàng. Thì bán thì nó sẽ có những các đơn về các tỉnh. Đấy. Mỗi một cái đơn nào mà gắn liền với con mã số bài này thì đều được ghi vào và được trả hàng cho các bác theo đúng lịch trình. Đấy, giờ này xe cũng sắp đến rồi. Đấy, các bác cứ liên hệ với em qua cái số 033 5305982. Đấy, 037 589 7487. Hai số này đều dùng Zalo rất là tốt nhé. Đấy, số thứ ba là 0989177982. Các bác yên tâm là em sẽ theo các bác cùng với cái đam mê nuôi chim cu này đến chắc cũng phải một thời gian khá là dài đấy. Sao hôm nay là em đi 13 đơn đấy. Anh em nào mà đây. Đấy. Anh em nào mà thích thì cứ gọi điện thẳng cho em đặt những cái con chim như thế nào. Đấy. Tầm nó cũng chỉ con chim đực lẻ nó chỉ 300-500 thôi, còn con trai gáy rồi thì 500-600-700 thôi, còn những con chim hay thì 1,5-2 triệu. Đấy. Hơn nữa cũng có âm nối bộ đầy đủ nhá. Sau đây em sẽ gửi cho các bác một con còi có chu và một con thổ cũng có chu nhá, anh em xem và tham khảo. Đấy. 10 đơn hàng chúng ta không giải quyết được vấn đề. toàn hàng khuyến mãi thôi. Rồi gửi cả xe đạp luôn. Một ngày mà không đi những cái đơn hàng như này là một ngày không bình thường các bác ạ.